Hé lộ bức thư trong thiệp cưới Buka Kim Tuấn Kiệt là gì mà Tóc Tiên và Dàn Sao khó khăn mới đọc được. Sau hôn lễ hoành tráng của Thanh Hằng, showbiz Việt chuẩn bị đón thêm một Buka và Kim Tuấn Kiệt chính thức về chung nhà. Theo cặp đôi chia sẻ, đám cưới được tổ chức ở Cam Ranh vào hôm 4 tháng 11 tại thành phố Hồ Chí Minh, vào 6 tháng 11 và một hôn lễ ở Đồng Tháp, quê Buka. Không phải tấm thiệp mời thông thường, Buka và Kim Tuấn Kiệt đầu tư hộp thiệp có trang trí hoa sen đá, quà tặng nến thơm để gửi các khách mời. Tuy nhiên có một chi tiết đặc biệt là những người được mời phải ghép các mảnh giấy được cắt từ bức ảnh cưới của cặp đôi mới biết được thông tin về hôn lễ. Huỳnh Lập cho biết mất gần 30 phút mới có thể đọc được, MC Đại Nghĩa cũng rơi vào trạng thái tức sôi máu, Tóc Tiên than trời vì mới sáng ra đã bị xếp hình vô tri khi nhận thiệp Buka và Kim Tuấn Kiệt. Khi bước qua thử thách của cặp đôi, Dàn Sao Việt phải ngỡ ngàng vì bị một cú lừa. Cụ thể, nội dung bức thư này như sau. Cảm ơn bạn đã xếp hình, nhưng đây không phải là thiệp mời. Chúng tôi làm như vậy để thử thách sự kiên nhẫn của bạn dành cho Ginbu. Nếu tới đây đọc cảm thấy cọc thì có hai cách. Một là vui lòng đọc tiếp, hai là tháo ra xếp lại. Rồi tới đây chọn cách một cũng được. Quyết định chọn cách một rồi chứ gì. Thật ra thì thiệp mời chính thức nằm ở dưới đáy hộp. Đến sáng 27 tháng 10, nhiều sao Việt như Hoa hậu Khánh Vân, nghệ sĩ Việt Hương, ca sĩ Tóc Tiên, Duy Khánh, Nguyên Thảo, Minh Tú xác nhận đã có thiệp mời của Buka Kim Tuấn Kiệt. Những hình ảnh về thiệp cưới của cặp đôi được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Netizen cũng tranh thủ xin một suất ăn cưới online ngay và luôn. Buka Kim Tuấn Kiệt khoe ảnh cưới, nhà trai nhà gái gây bất ngờ. Tối 18 tháng 10, Buka Kim Tuấn Kiệt cùng Dàn Sao Việt thân thiết của cả hai đã đồng loạt đăng tải bộ ảnh cưới của cặp đôi lên mạng xã hội. Trên trang cá nhân, Kim Tuấn Kiệt khoe chọn bộ ảnh cùng status hài hước, nhà trai này mạnh, mạnh ai nấy ngầu. Cảm ơn những bạn bè thân thiết đã dành thời gian cùng Ginbu lưu giữ kỷ niệm thật vui trước ngày cưới. Cùng thời điểm, cô dâu Buka cũng đăng ảnh cùng dòng status cặp đôi với chú rể. Nhà gái này mạnh, mạnh ai nấy đẹp, chị em nhà gái chúng em chờ đến ngày để quẩy lên thôi. Cách thông báo của cả hai khiến fan hai nhà đứng ngồi không yên vì quá dễ thương. Netizen đều nóng lòng chờ đến ngày trọng đại của cả hai. Đáng chú ý, bộ ảnh có sự góp mặt của Dàn Sao Việt đình đám là những bạn thân của cô dâu chú rể. Phía nhà gái là những gương mặt quen thuộc như Hoa hậu Khánh Vân, siêu mẫu Minh Tú, Lily, Hòa Minzy, Nguyên Thảo. Phía nhà trai cũng đình đám không kém. Ngô Kiến Huy, Duy Khánh, Jun Phạm, Huỳnh Lập, Trương Thế Vinh, Đại Nghĩa, Quang Trung, Anh Tú, Yên Lê. Sau khi khoe bộ ảnh lên trang cá nhân, Hòa Minzy hài hước, đại diện hội nhà gái của cô dâu Buka, tôi xin thách đố cùng đàng trai ai dám quậy hơn tôi. Yên Lê không giấu được sự hào hứng, tới công chuyện rồi cả nhà ơi, chuẩn bị xiêm y đi chảy hội và chuẩn bị tinh thần. Có những bức ảnh khoảnh khắc bùng xõa hết nấc của cô dâu chú rể và cả dàn khách mời nha. Trước đó ngày 6 tháng 9, nhân dịp sinh nhật mình, Kim Tuấn Kiệt đã công khai cầu hôn Buka. Anh viết trên trang cá nhân, định 30 tuổi mới lấy vợ, ai dè sớm hơn. Món quà sinh nhật lớn nhất của Jin, cảm ơn gia đình bạn bè đã luôn đồng hành cùng hai đứa. Đặc biệt cảm ơn khán giả đã luôn yêu thương đẩy thuyền nhiệt tình cho hai đứa suốt thời gian qua. Nay chính thức thông báo thuyền đã cập bến. Kèm với dòng trạng thái này, Jin Tuấn Kiệt còn chia sẻ bức ảnh, anh bế bạn gái trong tư thế Buka khoe chiếc nhẫn cầu hôn, cả hai cười tươi hạnh phúc. Tối 19 tháng 9, Kim Tuấn Kiệt chính thức cầu hôn Buka. Để có màn cầu hôn bất ngờ dành cho Buka, hội bạn thân của cả hai đã dụ nữ diễn viên đi quay quảng cáo. Trong lúc Buka làm việc, Kim Tuấn Kiệt đã ôm hoa xuất hiện. Nam ca sĩ chọn đúng ngày kỷ niệm 4 năm hẹn hò để ngỏ lời. Buka và Kim Tuấn Kiệt tung ảnh cưới cực đáng yêu, hé lộ ngày cưới và 3 địa điểm tổ chức. Đám cưới Buka và Kim Tuấn Kiệt là một trong những sự kiện đáng mong chờ tháng 11 tới. Trước thềm hôn lễ, cặp đôi chính thức công khai bộ ảnh cưới xịn sò, khoác lên mình chiếc đầm cưới trắng cúp ngực, được đính kèm những chi tiết nữ tính. Buka khoe trọn vẻ đẹp vừa ngọt ngào vừa quyến rũ, trong khi đó Kim Tuấn Kiệt cực điểm trai trong bộ sui lịch lãm. Cô dâu chú rể liên tục phát đường bởi loạt tương tác tình tứ mà không kém phần nhí nhố. Có thể thấy trên gương mặt Buka và Kim Tuấn Kiệt toát lên vẻ hạnh phúc khiến nhiều người cũng vui theo. Buka và Kim Tuấn Kiệt cực đẹp đôi trong bộ ảnh trước thềm đám cưới. Buka khoe nhan sắc ngọt ngào không kém phần quyến rũ sánh đôi bên Kim Tuấn Kiệt cực điển trai. Ngoài ra những thông tin về lễ cưới cũng được Buka và Kim Tuấn Kiệt bật mí. Đám cưới của cả hai diễn ra vào 2 ngày. Đầu tiên là mùng 4 tháng 11 ở Cam Ranh. Đám cưới ở Cam Ranh là một buổi tiệc riêng tư cùng gia đình người thân bạn bè nghệ sĩ. Cả hai tiết lộ thêm tông màu chủ đạo dùng trong ngày vui này là hồng và trắng. Mọi thứ trong buổi tiệc trang trí theo phong cách đơn giản nhẹ nhàng, phù hợp với không khí trên bờ biển. Sau đó mùng 6 tháng 11 cặp đôi tổ chức lễ cưới tại thành phố Hồ Chí Minh, thuận tiện cho người thân bạn bè nghệ sĩ tham gia ngày vui. Hai vợ chồng cũng sẽ tổ chức một đám cưới mang phong cách miền Tây ở quê vợ Đồng Tháp nhưng thời điểm cụ thể chưa công bố. Buka bị bắt bài một thói quen khi hẹn hò với Kim Tuấn Kiệt trước hôn lễ. Theo một số nguồn tin, đám cưới của Buka và Kim Tuấn Kiệt sẽ được diễn ra vào tháng 11 sắp tới. Trong dịp 20 tháng 10 vừa qua, nữ diễn viên đã hào hứng khoe bó hoa được tặng bởi nửa kia. Tuy nhiên, cô lại che một từ trong dòng chữ trên món quà đặc biệt khiến dân tình vô cùng hiếu kỳ.
Ngay sau đó, nữ diễn viên đăng tải hình ảnh ban đầu của bó hoa được tặng bởi Kim Tuấn Kiệt. Cô bối rối cho biết, vì đây vốn là thói quen trước đây khi ngầm hẹn hò với bạn trai kém tuổi. Ờ há, sao tôi vẫn che vậy, thói quen nha mấy bà ơi, kaka. Buka và Kim Tuấn Kiệt đã bắt đầu bí mật hẹn hò từ năm 2019. Thực tế, một bộ phận khán giả không ít lần phát hiện hình hẹn hò của cặp đôi qua những story, hình ảnh cả hai đăng tải lên mạng xã hội. Thậm chí, người qua đường còn chụp lại hình ảnh được cho là Buka và Kim Tuấn Kiệt xuất hiện ở nơi công cộng. Tuy nhiên, trước khi công bố chuyện kết hôn, cả hai vẫn lựa chọn giấu kín mối quan hệ. Hôm lễ Buka Kim Tuấn Kiệt công bố ảnh cưới, chốt luôn ngày trọng đại. Sau thời gian dài chuẩn bị, thiệp cưới của cặp đôi đã được gửi đến các khách mời. Ở diễn biến mới nhất, Kim Tuấn Kiệt đã hé lộ những hình ảnh đầu tiên của Buka trong bộ váy cưới. Theo đó, Kim Tuấn Kiệt diện vest bản bao, Buka diện váy cưới thiết kế đơn giản nhưng không kém phần trang trọng. Thần thái cả hai đều rạng ngời, nhắn nhủ đến khán giả ghi nhớ ngày 4 tháng 11, 2023. Động thái của Kim Tuấn Kiệt như ngầm khẳng định, lễ cưới của anh và Buka sẽ được diễn ra vào ngày 4 tháng 11 tới đây. Trước đó, tại một sự kiện, nghệ sĩ hài Trường Giang cũng bật mí lễ cưới của Buka và Kim Tuấn Kiệt sẽ được diễn ra ở thành phố biển gần sân bay lớn. Như vậy, thời gian cũng như địa điểm nơi tổ chức lễ cưới của Buka và Kim Tuấn Kiệt đã phần nào được hé lộ. Bên cạnh nhân vật chính, việc nhiều nghệ sĩ đình đám V-Biz hứa hẹn sẽ có mặt trong ngày trọng đại của cặp đôi cũng sẽ thu hút được nhiều sự chú ý. Buka mang thai con đầu lòng với Kim Tuấn Kiệt là một bé trai. Hôn lễ diễn ra vào tháng 11 sắp tới của Buka và Kim Tuấn Kiệt đang được cư dân mạng vô cùng mong chờ. Trước khi chính thức về chung một nhà, cặp đôi liên tục vướng nghi vấn có tin vui. Trong hậu trường chụp bộ ảnh, Buka thẳng thắn lên tiếng về thông tin đang mang thai con đầu lòng. Buka hài hước lên tiếng đính chính, cứ cho là tôi đã có tin vui đi, tôi cũng lớn tuổi rồi, có càng tốt chứ sao. Trong đoạn clip này, nữ ca sĩ Hoàn Minh Di còn hài hước trêu đùa với Kim Tuấn Kiệt. Anh Kim, ai bảo anh trả lời là bé gái thì mọi người đồn. Trước đó, giọng ca Bắc Ninh bình luận sẽ giữ vài bộ quần áo của con trai để cho cặp đôi. Sau đó, Kim Tuấn Kiệt đã trả lời Hoàng Minh Di, ủa rồi con gái vẫn để đồ bé bo, cảm ơn em, khiến netizen xôn xao cặp đôi đã có con đầu lòng. Kim Tuấn Kiệt từng phải lên tiếng đính chính, phủ nhận tin đồn Buka mang thai. Đồn bậy rồi nha, còn chưa đám cưới mà mọi người. Buka và Kim Tuấn Kiệt đã có 4 năm yêu nhau trước khi tiến tới hôn nhân. Đám cưới của cặp đôi sẽ được diễn ra vào tháng 11 tới. Theo Trường Giang, địa điểm tổ chức ngày trọng đại của đàn em không phải tại thành phố Hồ Chí Minh mà ở vùng biển. Chia sẻ về lý do cầu hôn Buka vào dịp kỷ niệm 4 năm hẹn hò, Kim Tuấn Kiệt cho biết, bất cứ người phụ nữ nào cũng thích được cầu hôn. Buka xứng đáng có được điều như vậy. 4 năm quen nhau là cả một quá trình. Có thể đối với nhiều người nó không dài, nhưng với Jin nó cũng không ngắn. Thế nên Jin nghĩ đây là thời điểm thích hợp để mình tiến tới một chương mới cuộc đời cùng nhau, để cùng xây dựng hạnh phúc và tương lai cho cả hai đứa.